trước giờ Huy đi ra Nha Trang cũng nhiều rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên Huy chạy mô tô ra Nha Trang đó các bạn. Giờ Huy giới thiệu với các bạn cái căn phòng, căn nhà, nhà của anh Hiếu được ở free sướng. Đợt này đi tour chỉ có tốn tiền xăng với tiền ăn thôi. Mời các bạn vô. Hai phòng ngủ thôi nhưng mà tụi mình sẽ ở 8 đứa. Rồi cái giáp với nó có hiểm không là quá trời rồi. Dẫn các bạn đi từng phòng. Đó. Đây, đây là cặp đôi uyên ương của team Huy nha. Yêu nhau được 2 năm rồi. Anh Hiếu, anh chào mọi người anh. Hello. Đây là cô Bi vai. Đây là sinh viên Remit. Bữa Bi dẫn đi học chung với em Dương nè các bạn nhớ không? Rồi, chào các bạn. Gặp lên Facebook của em. Còn dao găm không? Đây là phòng ngủ thứ hai. Đây cũng là một cặp đôi đang mới bắt đầu tìm hiểu nhau. Hai bạn chào tất cả mọi người đi nào. Xin chào ông bạn nha. Rồi ở đây cái view đẹp lắm nha. Đó. Thì tụi mình ở tầng 27. Ở chỗ tụi mình đang ở là Mường Thanh Luxury Nha Trang. Nếu mà thuê thì Huy không biết gì, nhưng mà chắc mắc á. Đây là phòng bếp và giặt ủi. Đồ tụi mình mới đi về là tỏi tụi mới giặt rồi. Tôi bắt luôn. Bây giờ tụi mình sẽ đi kiếm cái gì ăn. Đói bụng quá rồi. Nhưng mà bây giờ đi ăn là Huy không có dép mang đi cho các bạn. Tính mang giày giáp đi luôn nè. Không biết sao nữa. Đang đứng trước Mường Thanh Luxury Nha Trang. Trời không thấy. Đi qua đây cho các bạn xem. Đó. Cao quá trời luôn. Ở bên đây là biển nè các bạn. Thì nói chung là Huy đi nhiều tỉnh đó, Nha Trang, Đà Nẵng, Vũng Tàu. Thì cái đường trung tâm của người ta bao giờ cũng nhìn ra thấy biển rất là thích. Chỉ có quê Huy, Phan Rang là biển bị bao, bị che lại hết. Chắc do xứ của Huy nắng với lại gió nhiều quá các bạn. Thành ra là nếu mà nhà ở biển á là thời tiết rất là khắc nghiệt. Không có được trung tâm như thế này. Rất là tiếc cho quê hương của Huy. Rồi quay cái quán ăn này cho các bạn biết nha. Quán bò Lạc Cảnh rất là nổi tiếng ở Nha Trang. Đây là dĩa bò quán đem ra. Thì họ sẽ đưa cho mình thêm một cái lò lửa nữa để mình tự nướng. Trời ơi, tắm chi rồi, giờ ngồi nướng rồi, thúi quắc lại nè, tối giờ tắm lại rồi. Đáng mình đi tắm biển nữa mà. Tắm biển không? Đáng mình sẽ đi tắm biển nữa. Có bikini không? Có, mới mua bộ bikini màu hồng. Dạ các bạn. Sau một thời gian đua đòi thì tụi mình đã quyết định đưa cho quán nướng. Tụi mình chỉ việc ăn thôi, tại vì khói quá. Chịu không nổi. Đổ bê tông ghê, đói quá. Ơi. Các bạn thấy Huy khổ chưa? Đi tour toàn ăn cơm không mà không có thịt thà gì hết trơn á, tội ghê luôn á. Toàn là ăn cơm không mà, đó cái thằng này nó ăn cơm không mà nó ốm vậy nè. Ăn quá trời món luôn, mà có 1.260.000 thôi, chia đều ra 8 người thì mỗi người đâu có 100 mấy à. Giờ đi về đi dạo biển các bạn. Quá đẹp luôn các bạn. Ở phía bên kia là khu du lịch Vinpearl đó. Nếu mà nhìn xa xa các bạn sẽ thấy cái chữ Vinpearl. Các bạn thấy chưa? Vinpearl nè, đó. Coi nhìn bên đây nè. Trời ơi. Đẹp chưa các bạn? Đây là cung đường đi bộ dạo quanh biển. Hất tóc theo gió hở, nhìn bên đây nè. Nhìn bên đây mới đẹp nè. Đã chưa? Nhưng mà cũng có rác nha. Chưa được sạch lắm, biển Vũng Tàu sạch kinh khủng luôn. Biển Vũng Tàu là không có rác. Xưa giờ Huy đi là rất ấn tượng với biển Vũng Tàu. Trên cái bãi cát là lúc nào cũng có người cào rác, cũng lấy rác hết. Nhưng mà ấn tượng cái là có cái con đường biển tĩnh quá các bạn. Đẹp. Tối rồi có mô tô là lấy đi dạo dạo ở đây là hết sảy hả. Nhưng mà tụi Huy ra đây là đi taxi với đi bộ thôi, không đi mô tô. Tại vì chạy đường xa là ớn rồi. Với lại mình ở xa, mình đi tới đây á mình nên đi bộ, đi xe thì không có hay lắm. Tháp Chầm Hương nha các bạn, đặc trưng của Nha Trang. Lên đèn rồi, tụi mình đi về rồi các bạn ơi. Sau một buổi chiều đi dạo thành phố Nha Trang, bờ biển thôi. Chứ làm sao mà hết được nguyên thành phố trong một buổi chiều. Chắc bây giờ lên ngủ xíu các bạn ơi, tại vì hồi sáng giờ là Huy ngủ được có 3 tiếng à. 12 giờ đêm qua ngủ thì 3 giờ sáng dậy đi tour. Rồi từ lúc đó tới giờ là chưa có ngủ được miếng nào hết. Giờ buồn ngủ quá. Thử thích đó. 1 2 3 4 Giờ 3 cái nhanh nha. 4 2 3 Ok. 1 đúng. 1 2 3 4 5 Rồi.
gì luôn. Sao nghe được chưa? Rồi 5 cái danh đó nha. 1 2 3 4 5 Rồi 5 cái danh nè. 1 2 3 Anh được rồi. 5 Em nói rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng chưa? Rồi 5 cái danh nè. 1 2 3 Giờ còn cuộc đua của hai người. Con rồi. 5 cái quy. 1 2 3 4 5 tiếp luôn. 6 7 8 9 10. Đuối quá à. Anh nghe thế em cứ nhắc rồi. Thôi à mình không chi tiền. Qua chơi quá trời luôn. Giờ tụi mình đi ăn bún cá sứa ăn sáng nha các bạn. Quán Năm Beo hình như là cũng nổi tiếng ở Nha Trang này lắm. Đây. Nhìn đã quá, nhìn cái tủ chả cá đã quá. Ôi, thơm lắm nha các bạn. Đúng như tên gọi luôn, có bún, có cá và có sứa. Sẽ Huy ăn thử xem như thế nào. Món này thấy giống bún quậy ở ngoài em không? Không, không có cửa. Không có cửa đâu. Không có cửa bún quậy đâu. Ra mua bánh ăn. Bánh này là bánh gì đây cô? Bánh lá dứa. Bánh bao chỉ, bánh lá dứa hả? Rồi mới mua luôn nè. Mua đó. Rồi nè. Rồi nè, ở đây. Đây cho anh biết. À, nó giống bánh da heo. Từ từ bánh da heo. Dạ. Tính là ở Nha Trang 2 ngày nhưng mà bây giờ tụi mình sẽ bye bye Nha Trang để đi lên Đà Lạt các bạn ơi. Đấy, cộng vào tay. Huy. Chào không? Chưa có bồ. Huy muốn tìm bạn gái thì nói coi. Thì em cũng muốn tìm bạn gái nhưng mà để anh Huy giới thiệu cho anh vài đứa dễ lựa chọn. Đã bị từ đây vừa đến tầm bay anh đã phải. Anh đã mà thấy cũng đẹp mãi. Đâu chẳng đúng cách mà đâu có bạn cho bài. Nghĩ cho khi đông đâu chẳng bị trường. Play khi không tất cả tiền bước. Chấp lưu sẽ xuống và cả xe tay cô. Những người phải vừa để hình cơ hơn. Lúc có thành phố chân đã khắp số. Cảm giác tuyệt vọng trên xe phố của lâu. Xe của anh phải ngừng chạy á. Chỉ có tiền là hết xăng. Bộ ba anh đẹp phải cùng rap. Trời ơi, dễ thương quá. Đấy, quá xinh. Mình ở căn nào? Bên đây trái hay bên phải? Ồ, nó quá đẹp luôn á. Đây là phòng Huy ở nha các bạn. Còn bên đây là cái view phòng Huy nhìn ra nè. Các bạn thấy đã chưa? Trước Tết á, thì đi Tà Đùng cũng núi rừng. Đà Lạt bây giờ cũng núi rừng. Huy thì dân biển nên thành ra là Huy rất là khoái núi rừng nha. Tại vì biển mình đã quá quen thuộc rồi. Yên bình ha, có khói bốc lên nè. Rất là tĩnh lặng nha. Hình như là ở đâu bên kia là chỗ hát nhạc acoustic mây lang thang á các bạn biết không? Gần đây nè. Thì tí nữa chắc là tôi sẽ ghé qua coi. Đó, nếu mà các bạn đã mệt mỏi với phố thị rồi công việc đó thì mình lên trên đây để mình tìm lại cái năng lượng tích cực. Rồi mình lại trở về với cuộc sống thường ngày. Thích quá. Chắc bữa nào cũng phải dẫn vợ lên đây các bạn ơi. Bữa giờ Huy đi chơi nhiều quá nhưng mà vợ cứ ở nhà thấy thương quá. Tại vì bây giờ cái tính chất công việc của Huy là vừa đi chơi vừa đi làm. Ừ, đi rồi quay clip rồi lại để cho các bạn xem. Thì cũng có thể nói là công việc mà vừa kết hợp đi chơi. Nghĩ là đi Nha Trang thôi, đâu có nghĩ là đi Đà Lạt đâu. Thành ra là đâu có mặc đồ ấm các bạn.
Cái áo này may anh Hiếu cho mượn nè, chứ không là chắc chết luôn ở trong khi mặc áo bà lỗ đó. Nghĩ đi tắm biển mà lạnh quá trời lạnh, tối nay không biết sao nữa nè, chắc tí ra chợ mua áo mặc quá. Thì bây giờ tụi mình đi ăn lẩu với lại ốc nhồi gì đây. Quán này chắc cũng nổi tiếng của Đà Lạt, quay clip cho các bạn xem. Ốc nhồi thịt 33 đi vô tí gì áo của mình. Chưa ăn món chính nhưng mà quán đem ra sữa chua để ăn, chắc là đổ bê lông cái gì, gọi ăn sữa chua trước để lại để gì quên rồi. Rất thích tiêu hóa, tốt cho việc tiêu hóa đồ ăn. Rồi cháu công hả, chú vô đâu anh? Ngon không? Ngon ngon đúc anh muốn mày chưa nè, không được đâu. Rồi. Nó có cái độ dẻo dẻo dai dai, rất là ngon nha các bạn, mà hơi ngọt, ngọt quá, quá ngọt. Món đầu tiên nó ra ốc nhồi. Lát còn có bếp không? À, ốc gì? Thì cái ốc này nó hình như nó chưa có chín nè. Đây là nó chín rồi, mà hâm nóng. À, nó nguội đúng không? Nó bây giờ mình bỏ lên cái lò là nó hâm nóng lại, cái hơi nước nó hâm lên cách thủy nha. Mà cái hố này không phải ốc nhiều từ cái đáy lên tới đây đâu. Nó chỉ có nhiêu đây thôi nè. Vậy là lừa tình đúng không? À, vậy đây nó còn cách thủy hấp lên cho nó nóng. Ok, cho thêm, ngon quá, cho thêm. Lừa tình. Rồi nó xây. Đi ra chợ Đà Lạt mua khoai lang dẻo cho vợ các bạn ơi. Vợ ở nhà nói thêm khoai lang dẻo. Tụi mình đi đâu cũng đi bộ nè, không có đi xe mô tô, tại vì mình đến cái nơi lạ, tỉnh thành phố người ta mà mình đi mô tô là rất là phản cảm. Ra chợ Huy không mua thêm áo đâu, nãy mới lên nó lạnh tại vì đang ở Nha Trang rất là nóng, giờ lên đây lạnh quá trời, thì lên nãy giờ cũng quen với cái lạnh trên đây rồi, giờ thấy mát. Nghe nói là lên Đà Lạt là phải ăn mấy cái món này, nhìn đã thấy vậy ấm rồi. Không ăn đúng không? Bi ăn gì Bi? Cái này là đặc sản của Đà Lạt nè. Lên Đà Lạt mà không ăn là phí đã thanh xuân. Lên đây ăn nhau, chuyện nam nữ ăn nhau là chuyện bình thường rồi. Ok. Mà ăn xong rồi lại thích chia tay. Em với nam ăn nhau là hay. Khả năng bắp không? Em ăn khoai lang thôi. Khoai lang á? Khoai lang hôm qua anh chơi em ăn em chưa ớn à? Chưa anh, tại vì khoai lang của anh không được nóng lắm. Ở trên Đà Lạt tối nay ăn tiếp nha anh, được không? Ok, em thích ăn khoai lang nóng á. Khoai lang nóng cơ. À ok, để tí giờ anh tắm nước nóng nha. Sinh viên Robit lên Đà Lạt kiếm tiền, nóng tiền học. Nóng tiền học. Trên tay mẹ ơi. Mẹ ơi. Anh kêu mẹ ơi. À, em kiếm tiền và đóng trường Robit em. Không chứ mẹ, dạ, không á. Em đúng anh thôi. Thêm tiền gian trải cuộc sống. Này, vậy là thấy em bán tệ lắm cũng kiếm được mấy trăm triệu ha. Đâu dữ anh. Chứ vậy sao học được mít được. Đâu mấy trăm vậy? Em mấy chục à. Mấy chục à. Mấy chục tỷ. Chợ Đà Lạt của các bạn đây. Nắm tay rồi nó mới tình cảm chứ. Em bỏ ra, em nắm người của em đây. Nắm người của anh chứ. Anh tưởng mình anh nắm được người này hả? Bên đây là cầu thang huyền thoại của chợ Đà Lạt nha các bạn. Giờ lên đất chơi đi đâu hết rồi. À nói đi mua khoai lang dẻo chứ. Hoàn thành nhiệm vụ đã mua khoai lang dẻo cho vợ. Bi có mua gì cho vợ không? À, giờ em rất là lười anh. Sợ đang mới đẻ xong á, sợ mập, rất là sợ. Thôi giờ chắc cho ăn khoai lang mà khoai lang khác. Đúng rồi. À, thắng ha. Đúng. Chứ có cái gì mà em không chiều vợ em chứ. Uống miếng sữa đậu nành nóng coi. Cái này là ít đường nè, rất là hợp khẩu vị thôi. Pizza Việt Nam. Đây cũng là một món mà khi lên Đà Lạt các bạn nên thử. Ngon, ngon. Tại vì ở trong nướng nó không bị chín quá. Nó hơi mềm mềm nè, rất là đã nha các bạn. Không có mặn lắm. Ok. Hơi cay, hơi cay. Nên thử. Ở đây là đường Tăng Bạc Hổ. Quay đây nha. Đó. Góc đường Tăng Bạc Hổ với lại Dương Công Định. Ăn xong non nè rồi, bây giờ đi về các bạn ơi. Giờ sương xuống lạnh quá trời luôn. Đi. Trời chiếc quốc ao chịu gì nổi. Theo lời trọng tài nha, theo lời trọng tài nha. Theo lời trọng tài nha. 1, 2, 3, hai bên đều giật. Đúng rồi, phải hai bên đều giật cơ, một người trụ không sao được.
hai bên đều vật. Anh kéo chạy vòng vòng ơi sao vậy? Đây nè. Hai người mỗi người để cái tay vô đây nè. Để cái tay vô đây. Đúng rồi. Mỗi nè, để rồi, đúng rồi, anh để anh đó, bây giờ để anh đây. Nó bẻ quá vậy sao anh giật? Không. Anh phải ngồi gì chứ, anh mới giật được. Thì đúng rồi, anh phải ngồi vậy thì đúng rồi. Đây. Rồi anh chịu tay phút lại. Đó, đúng rồi. 1 2 3. Đó, đúng rồi đó. Thôi hai anh gà yếu sinh lý hết. Dễ nên giật tay cho mấy bạn. Cái tay nó dài quá. Anh tay ngắn lợi thế mà. Sao đâu xuống ta. Thôi được rồi, coi như trận này hòa. Các bạn. Trận chiến giữa anh Lương Gia Huy cùng với anh Lương Tăng Huy. Anh Huy quá yếu. Đây là người chiến thắng trong ngày hôm nay các bạn. Nè, săn mây gì của các bạn nè. 6:30 sáng. Đã chưa? Chiêu chưa? Phải chịu khó dậy sớm nha. Chịu khó diễn để có tấm hình đẹp nè, thấy không? Dạ. Trời ơi, bên đây đẹp ghê nè Dương, coi này. Đó, lấy thấy bên đây mới đẹp nè. Nghĩ chụp cho em nó khóc bên đây mới đẹp nè. Cái kia mù mịt đâu có thấy nhà cửa gì đâu. Đó, đó thấy. Đó, người chụp hình phải có tâm vậy đó các bạn. Ừ. Xong mà về đăng caption là cô đơn gì chưa có người yêu gì đó là tự động có bồ ngay. Cũng may sáng ra không lạnh lắm các bạn. Thành ra là Huy mặc áo ba lỗ cũng ok. Đây, đẹp chưa? Đó, yên bình ha. Rồi sáng nay là ăn sáng cà phê xong là đâu đó chắc tầm 10 giờ tụi mình sẽ xuất phát đi về lại Sài Gòn. Vậy là xong chuyến đi 3 ngày Sài Gòn, Nha Trang, Đà Lạt rồi về lại Sài Gòn. Đã lắm. Các bạn nên đi thử cái cung này. Nguyên dàn xe để qua giờ. Xe Huy để ngoài cùng mới ghê chứ. Không biết ai gỡ đồi không? Xe là không có đồ đâu mà gỡ. Xe đâu có đồi đâu, xe dinh hết mà. Xe dinh hết mà anh quá bằng ghê dinh Huy. À, cái này đi đường dặn quá gãy luôn cái này rồi. Quấn bằng keo lại. Còn cái băng keo thế này quấn là để cái cây quay cái góc 360 phía sau. Nguyên dàn mười mấy chiếc, 11 chiếc phải không? Một chiếc homestay. Ủa sao không thay có 9 chiếc vậy? Đây, có địa chỉ cho các bạn luôn. The Fuji. Đó, 11 chiếc xe của tụi Huy. Xe nào của em vậy Thắng? Em hả? À. Xe nào đẹp nhất trong đây là của em. Xe em mắc tiền không? Xe mắc lắm. Nhiêu? Xe em tầm 700, giờ 700 rồi á. Xe em 700 là xe anh chẳng lẽ 1 tỷ? Đâu, xe anh bữa thấy đăng có 500 mấy rồi. Xe em giờ 700 rồi. Ok, ok. Anh Nghĩa, xe anh Nghĩa cho bao nhiêu anh Nghĩa? Xe anh nói xe anh 1 tỷ em. Xe 1 tỷ bán không? Không. Ai xe bán? Xe tâm quyết mà bán gì? Cái gì? Đúng không? Tỷ ai mua đâu. Đúng rồi. Tỷ ai mua. Là làm lợi cho tiếp thôi chứ mua em. Nãy có thằng nói 7XX là bán đó, đang đi tour mà nói bán xe cho con. Không, không bán đâu. Nãy, nãy có đứa em chỉ kêu là trị giá xe của em là 700, còn chuyện bán hay không là chuyện của em. Các bạn biết đang đi tour mà nói bán xe là bị gì không? Em biết bị gì không? Em cũng không biết nữa. Không bị là biết bị gì không? Bị đạp lọt đèo. Bị đó nên giờ mà không nói. Nó báo công rồi kéo co nữa. Rồi không nói. Thiếu ai nữa? Anh Tony nè. Có chiếc này Ducati Minty Strada nhưng mà bản Enduro nè các bạn. Thì đây có thể nói là cái bản khủng nhất của con Minty Strada. Đấy. Bình xăng to lắm, bình xăng 30 lít. Bình xăng 30 lít. Bự lắm. Đó, các bạn thấy nó đứng gần con R1 là con R1 như là xe đạp mini vậy. Không. Đó. Bự dã man lắm. Nè, anh em chuẩn bị lên giáp về lại Sài Gòn các bạn ơi. Đi 3 ngày chơi sướng rồi đó. Huy cũng chuẩn bị lên giáp luôn nha. Thì chắc video là Huy xin dừng lại đây luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới đây. Nếu mà các bạn thích video này thì nhấn like và đăng ký kênh cho Huy để theo dõi những video tiếp theo của Huy nha. Ok, kết thúc chuyến đi 3 ngày Sài Gòn, Nha Trang, Đà Lạt, quá phê.
mai là trở về với công việc, trở về với Sài Gòn khói bụi. Bye bye các bạn. Nhanh lên em ơi, anh em nào chưa xong thì xong đi nè.